Đây là 1/2 con đường hoa các bạn nhé. Cái chỗ này thì hoa rất đẹp, rất sặc sỡ, có những loại hoa. Hoa này là hoa cúc tím, rồi hoa trắng nhé, biểu tượng cái sự đồ đạc đẹp. Đây được gọi là tức là một cái cống viên hoa các bạn, quả đẹp. Thế lưu lại những cái hình ảnh này để các bạn tham khảo. Các bạn có thể đến ở đấy, các em xem, các bạn có thể xem trực tiếp hoặc là các bạn có thể xem trên kênh của thầy để thấy được cái một cái vườn hoa, một cái cống viên hoa rất là đẹp các bạn. Và chỉ cái công viên hoa này chỉ xuất hiện ở vào ngày Tết thôi, còn các ngày bình thường thì họ sẽ rơi đi, chắc có lẽ thế thôi. Năm ngoài cũng như vậy. Rất đẹp, đẹp một cách mỹ mãn. Có những tầng đảo rất đẹp quá. Đấy, những cái giỏ hoa. Thầy đang đứng giữa trời mưa các bạn để quay lại những cái ảnh, hình ảnh này để các bạn nhìn. Có thể sau này các bạn không thể sau khi vào thời gian làm việc rồi thì sẽ không có hình ảnh này nữa, cho đó nên thầy quay lại để các bạn nhìn thấy những cái bông hoa đẹp. Đấy, mùa xuân, hoa bay, hoa trổ, rồi chim muông, đấy, rất đẹp mà. Và đây là một cái đôi hoa các bạn, cái đôi hoa các bạn nhìn thấy, cái đôi hoa. Đôi hoa các bạn. Đầy đủ các loài hoa trên cái đồi hoa này. Rất đẹp các bạn, ở đây mà chụp ảnh thì tuyệt vời. Các bạn không có dịp đến đây thì các bạn cứ nhìn trên kênh của thầy sẽ có những hình ảnh đẹp này. Và những hình ảnh này thì các bạn sau này thì các bạn đến thành phố Vinh sẽ không còn nữa, bởi vì là sau khi hết mùa xuân rồi, hết Tết rồi thì họ sẽ rời cái hoa này về những cái chỗ chăm trồng khác các bạn nhé. Mưa các bạn, để lưu lại những cái hình ảnh này phải cần có một cái sự hy sinh, tức là phải chịu mưa, chịu gió. Hôm nay trời mưa các bạn, nên là ghi lại được hình ảnh này cũng rất là khó khăn đấy. Vườn hoa thì thường thường trời mưa như thế này nó ít người họ đi giữ xuân, và có thể cũng để được đấy. Để đó thầy lưu lại những cái cảnh này để các bạn thấy bông hoa đẹp các bạn nhé. Tiếp nữa là thầy sẽ quay lại một số chỗ, chẳng hạn như chỗ nhiều nón lá này, và chỗ một cái đào mà quả thật là một cái gốc đào rất chỉ là cổ thụ các bạn, rất đẹp. Đây gọi là hoa đẹp ngay Tết các bạn. Sắp tới thầy sẽ đến cái chỗ một cái gốc đào rất là đẹp.
đây các bạn sẽ nhìn thấy gốc đào này, gốc đào cổ thụ đấy, rất thiêng các bạn. Đây là cái gốc đào mà thầy thấy là to nhất đấy, chưa chụp thế này. Họ chăm sóc cái gốc đào này rất thiêng. Đây lại gần gốc đào, đào này gốc đào cổ thụ các bạn. Mọi người giữ xuống nó đi qua hoặc chụp cái ảnh gốc đào là kỷ niệm. Nón lá các bạn.